nước hồng non đầu mùa mới về nha các bạn. Một con như này là có giá mình mua ở gốc là 50.000 đồng nha các bạn. Con này 60 này. Bớt được nhưng mà thôi, nghĩ lại tội mấy đồng bào. Rất là xấu nha các bạn. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần chăm vài bữa nữa là nó đẹp như mới luôn. Đảm bảo mà các bạn là nhìn không ra. Nhìn đúng không? Xù lông, xù lá. Bây giờ một con vẹt ngực hồng như thế nào là non? Thứ nhất là ngực nó chưa hồng. Khi ngực nó chưa hồng thì các bạn chưa được xác định được giới tính của nó nha các bạn nhé. Như thế này thì mình vẫn chưa kết luận được là ngực hồng này là ngực trống hồng, hồng trống hay hồng mái nha các bạn nhé. Chưa biết được nó. Con này mới bậy về cho nên là đây nó bị đây. Còn non nha các bạn. Đấy. Còn con cái này đang ngồi này, ăn thóc lúa nha, thấy không? Loại này rất là dễ sống nha các bạn. Giá thì cũng cực là Con kia là cụt đuôi. Con này thì đuôi nó bẩn. Các bạn thấy không? Đấy, không non đầu mùa mới về nha các bạn. Thì có những clip mà mình đi mua thì các bạn sẽ biết được đây, thức ăn nó đây, nước kia. Thức uống gì thì mình bơm nó ít đã. Xin chào bạn và hẹn gặp lại nhé.